Phật tử lo lắng khi không thấy sư Minh Tuệ đi khất thực như thường lệ. Có tin đồn sư đã rút vào núi để tránh những sự ồn ào xung quanh. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Cuộc Du Hành, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày 19 tháng 10, một sự kiện gây lo lắng trong cộng đồng Phật tử tại Nha Trang đã xảy ra khi không ai thấy Sư Minh Tuệ đi khất thực như thường lệ. Hình ảnh thân thuộc của Sư Minh Tuệ với bước chân nhẹ nhàng và bình an, cầm bình bát, ghé thăm từng hộ dân để nhận thức ăn cúng dường vào mỗi buổi sáng, đã trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều người dân Vĩnh Phương. Sự vắng mặt bất ngờ của thầy trong buổi sáng hôm đó đã làm dây lên không ít sự lo ngại và băn khoăn. Một số người dân bắt đầu truyền tai nhau những lời đồn đoán rằng sư minh tuệ có thể đã rút vào núi để tránh xa những ồn ào tranh cãi xung quanh cuộc sống của thầy gần đây những tin đồn này nhanh chóng lan rộng và trở thành một chủ đề bàn tán trong các nhóm phật tử họ lo lắng rằng những áp lực từ dư luận nhất là những tranh cãi về công ty phát tâm thiên định tuệ có thể đã khiến sư minh tuệ lựa chọn lánh xa cuộc sống thường nhật và tạm thời ẩn mình nơi thanh tịnh nhiều người tin rằng sư minh tuệ vốn là người luôn tôn trọng sự yên bình và tĩnh lặng trong việc tu hành, có thể cảm thấy mệt mỏi với những xáo trộn trong cuộc sống gần đây. Từ việc công ty của gia đình thành lập cho đến những tin đồn không ngớt về việc thầy sẽ rời khỏi Nha Trang, tất cả những điều này có thể đã tạo nên áp lực không nhỏ cho sư Minh Tuệ. Việc thầy có thể chọn cách rút vào núi để tìm lại sự bình yên cũng không phải là điều quá khó hiểu với những người thân cận của thầy. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin chính thức nào từ sư minh tuệ hoặc những người thân cận với thầy xác nhận về việc này điều này càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng các phật tử nhiều người đã bày tỏ lo lắng không biết liệu sức khỏe của thầy có ổn hay không và hy vọng rằng đây chỉ là một sự vắng mặt tạm thời một số phật tử đã tổ chức những buổi cầu nguyện nhỏ tại nhà để mong rằng sư minh tuệ sẽ sớm trở lại tiếp tục con đường khất thực và giúp đỡ mọi người như trước đây không chỉ là một người tu hành sư minh tuệ còn là biểu tượng của lòng từ bi và sự giác ngộ đối với cộng đồng nơi thầy cư trú những lời dạy và hành động của thầy đã có tác động lớn giúp nhiều người tìm thấy sự an bình trong tâm hồn và hướng tới cuộc sống thiện lương chính vì vậy việc thầy bất ngờ không xuất hiện khiến nhiều người cảm thấy mất mát như thiếu đi một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của họ trong bối cảnh này các đệ tử và người dân địa phương cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh không lan truyền thêm những tin đồn không xác thực họ mong rằng sư minh tuệ đang tịnh tâm tìm lại sự bình an để tiếp tục con đường tu hành của mình một số người cũng tin rằng thầy có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới trong hành trình tâm linh và sự tạm lánh này chỉ là bước khởi đầu cho điều đó dù có nhiều tin đồn và suy đoán nhưng tất cả đều hy vọng rằng sư Minh Tuệ sẽ sớm trở lại, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho mọi người trong hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và lòng từ bi. Các Phật tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi, giữ niềm tin rằng sư Minh Tuệ sẽ không để họ lo lắng quá lâu và sẽ trở về trong sự yêu mến, kính trọng của mọi người. Trước đây, trong cộng đồng Phật tử và những người yêu mến sư Minh Tuệ, đã lan truyền tin đồn rằng thầy sắp xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam. Những lời đồn này bắt đầu từ việc một số người nhìn thấy một chiếc xe tải có dán logo VTV xuất hiện gần khu vực Sư Minh Tuệ đang tu hành tại Nha Trang. Sự việc nhanh chóng được nhiều người truyền tay nhau dẫn đến nhiều phỏng đoán rằng Sư Minh Tuệ sẽ tham gia một chương trình phỏng vấn hoặc xuất hiện trong một bản tin của VTV. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được xác nhận là không chính xác theo những nguồn tin đáng tin cậy từ người thân cận của sư minh tuệ thầy không hề có kế hoạch xuất hiện trên truyền hình chiếc xe tải dán logo vtv mà một số người nhìn thấy không có liên quan gì đến đài truyền hình việt nam và không hề đại diện cho bất kỳ chương trình ghi hình nào thực tế chiếc xe tải này chỉ là một phương tiện bình thường có thể đã được dán logo với mục đích khác không liên quan đến các hoạt động truyền thông của vtv sau khi sự thật được làm rõ, nhiều người đã cảm thấy nhẹ nhõm vì tránh được những suy đoán không cần thiết. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc vì sao lại có những thông tin sai lệch như vậy được lan truyền. Một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, khi sư Minh Tuệ đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, bất kỳ sự việc nhỏ nào liên quan đến thầy đều dễ dàng bị thổi phồng và khiến mọi người quan tâm quá mức. Nhiều Phật tử và người dân địa phương đã bày tỏ sự thất vọng khi tin đồn không chính xác này gây ra nhiều sự hiểu lầm. Họ nhấn mạnh rằng những tin tức liên quan đến sư Minh Tuệ cần được kiểm chứng cẩn thận trước khi lan truyền để tránh gây ảnh hưởng đến danh dự và đời sống tu hành của thầy. Một số người cho rằng vì sư Minh Tuệ đang đối mặt với nhiều vấn đề tranh cãi và áp lực từ xã hội nên cần phải cẩn thận hơn trong việc truyền tải thông tin để không làm tăng thêm những áp lực không đáng có lên thầy trong thời gian gần đây sư minh tuệ trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong giới phật tử và công chúng sự nổi tiếng và lòng mến mộ mà mọi người dành cho thầy cũng đồng nghĩa với việc thông tin về thầy thường xuyên bị chú ý đôi khi có thể bị hiểu sai hoặc thêu diệt quá mức việc chiếc xe tải dán logo vtv trở thành đề tài bàn tán và dẫn đến những hiểu lầm là một minh chứng cho điều đó đối với sư minh tuệ việc sống một cuộc đời đơn giản tu hành tĩnh lặng và tránh xa những ồn ào thị phi luôn là mục tiêu mà thầy theo đuổi tuy nhiên trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ các thông tin dễ dàng bị phát tán và lan truyền một cách nhanh chóng đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của người trong cuộc dù vậy các phật tử vẫn hy vọng rằng thông qua sự kiện lần này mọi người sẽ trở nên cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ và tiếp nhận thông tin tránh những hiểu lầm không đáng có kết thúc sự việc nhiều người đã kêu gọi cộng đồng cần giữ sự tĩnh lặng bình tâm trước mọi tin tức và cần có sự kiểm chứng rõ ràng họ nhấn mạnh rằng cuộc sống của sư minh tuệ giống như bao người tu hành khác nên được tôn trọng và giữ gìn trong sự yên bình những sự hiểu lầm và tin đồn không chính xác có thể vô tình gây ra những tác động tiêu cực đối với đời sống tâm linh của thầy. Chính vì thế, việc tránh lan truyền những thông tin chưa được xác thực sẽ giúp bảo vệ thầy, cũng như tạo ra môi trường tốt đẹp hơn cho những ai đang theo đuổi con đường tu hành. Sự việc chiếc xe tải dán logo VTV và những tin đồn xung quanh đã cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin và trách nhiệm trong truyền thông, đặc biệt khi liên quan đến các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Trong những ngày gần đây, cộng đồng Phật tử và người dân Nha Trang không khỏi lo lắng và đặt ra nhiều câu hỏi về nơi ở của sư Minh Tuệ. Từ khi thầy bất ngờ không xuất hiện trong những buổi khất thực hàng ngày, những suy đoán và tin đồn bắt đầu lan rộng, khiến nhiều người không ngừng băn khoăn về tình hình hiện tại của thầy. Trước đó, hình ảnh sư Minh Tuệ với bước chân nhẹ nhàng ghé thăm từng gia đình trong làng để nhận thức ăn cúng dường đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân địa phương. Vì vậy, sự vắng mặt của thầy tạo nên một khoảng trống lớn trong lòng mọi người. Có người suy đoán rằng, sư Minh Tuệ có thể đã rút sâu vào núi, tìm đến một nơi thanh tịnh và xa lánh những ồn ào của thế gian để tiếp tục hành trình tu hành. Những áp lực từ dư luận và tranh cãi gần đây có thể đã khiến thầy cảm thấy cần một khoảng lặng để giữ vững sự tĩnh lặng trong tâm hồn và tìm lại sự bình an việc rút vào núi không phải là điều hiếm gặp trong cuộc sống tu hành đặc biệt là với những vị sư có ý nguyện sâu sắc trong việc tu tập nhiều người tin rằng sư minh tuệ đã chọn cho mình con đường riêng để bảo vệ tâm hồn mình khỏi những xáo trộn của xã hội và cuộc sống bên ngoài tuy nhiên không có bất kỳ thông tin chính thức nào từ người thân cận hay các đệ tử của sư minh tuệ xác nhận điều này Việc thiếu vắng thông tin cụ thể càng làm gia tăng sự lo lắng và hoài nghi trong lòng người dân. Một số người khác cho rằng, có thể thầy đã di chuyển đến một địa điểm khác, nơi mà thầy có thể tập trung hoàn toàn vào việc tu hành mà không bị làm phiền bởi những vấn đề xung quanh. Những suy đoán về việc sư Minh Tuệ có thể đã đến một ngôi chùa hoặc trung tâm tu hành khác để tĩnh tâm cũng được đưa ra. Tuy nhiên, cũng như những tin đồn khác, không có bằng chứng cụ thể nào để xác nhận thông tin này. Việc sư Minh Tuệ bất ngờ biến mất mà không có lời giải thích chính thức khiến nhiều Phật tử lo ngại về sức khỏe và tinh thần của Thầy. Mọi người không khỏi suy nghĩ rằng liệu có phải những áp lực từ xã hội, những tranh cãi liên quan đến việc thành lập công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ và các vấn đề an ninh xung quanh cuộc sống của Thầy đã khiến sư Minh Tuệ cảm thấy quá mệt mỏi các phật tử đã quen với sự hiện diện thường xuyên của thầy trong cộng đồng và việc thầy đột ngột rút lui mà không có lời chia tay nào khiến họ cảm thấy băn khoăn lo lắng một số người dân đã tổ chức những buổi cầu nguyện nhỏ mong muốn sư minh tuệ bình an và hy vọng rằng thầy sẽ sớm trở lại họ cho rằng dù thầy đang ở đâu sự hiện diện của thầy là nguồn động viên to lớn cho họ trong hành trình tu tập và tìm kiếm sự an lành trong cuộc sống các phật tử không chỉ tôn kính sư minh tuệ như một vị thầy tu hành mà còn coi thầy như một biểu tượng của lòng từ bi và sự giác ngộ chính vì vậy việc thầy đột ngột biến mất không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của họ mà còn khiến họ cảm thấy mất mát về mặt tinh thần trong bối cảnh đó nhiều người kêu gọi cộng đồng phật tử nên bình tĩnh không nên lan truyền thêm những tin đồn không có căn cứ họ khuyến khích mọi người nên giữ sự tĩnh lặng trong tâm hồn đồng thời hy vọng rằng sư minh tuệ đang tạm lánh một thời gian để tìm lại sự cân bằng và bình an cho bản thân những người thân cận với thầy cũng nhấn mạnh rằng nếu sư minh tuệ thật sự cần một khoảng thời gian tĩnh tâm mọi người nên tôn trọng và không gây áp lực thêm cho thầy dù có nhiều suy đoán về nơi ở của sư minh tuệ nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thiết Điều quan trọng là cộng đồng Phật tử vẫn giữ niềm tin và cầu nguyện cho sự an lành của thầy. Mong rằng sư Minh Tuệ sẽ sớm trở lại để tiếp tục con đường tu hành của mình trong sự yên bình và tĩnh lặng. Căng thẳng giữa những người ủng hộ sư Minh Tuệ và các phát ngôn cứng rắn của bà Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một đề tài nóng hổi trong cộng đồng Phật tử và giới truyền thông xã hội. Đặc biệt, phát ngôn "quất không trượt phát nào" của bà Phương Hằng liên quan đến việc đối đầu với những người lợi dụng tôn giáo và lòng tin của người dân để trục lợi đã gây ra nhiều tranh cãi mặc dù bà phương hằng đã thể hiện sự tôn trọng đối với những vị sư tu hành chân chính như sư minh tuệ tuy nhiên cách diễn đạt quyết liệt này đã dẫn đến những phản ứng trái chiều từ phía những người ủng hộ thầy gần đây một người tự nhận là con nuôi của bà nguyễn phương hằng đã bất ngờ chuyển hướng ủng hộ sư minh tuệ gây ra một làn sóng tranh luận về về động cơ thực sự của người này. Trước đó, người này từng đứng về phía bà Phương Hằng trong nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là trong các cuộc đối đầu với những nhân vật mà bà Hằng cho là không trung thực. Việc thay đổi lập trường bất ngờ này đã khiến nhiều người thắc mắc và nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một chiến lược cá nhân hay sự thay đổi quan điểm thực sự. Những người ủng hộ sư Minh Tuệ cho rằng Việc chuyển hướng ủng hộ thầy là một dấu hiệu cho thấy sức ảnh hưởng của thầy trong cộng đồng ngày càng lớn. Họ tin rằng sư Minh Tuệ là một người tu hành chân chính, sống giản dị và luôn hướng dẫn mọi người theo con đường từ bi, trí tuệ. Sự chân thành của thầy trong việc giúp đỡ mọi người, cũng như những hành động từ thiện của thầy, đã khiến nhiều người cảm thấy được an ủi và tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. Do đó, việc có thêm người ủng hộ thầy dù đến từ bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là điều dễ hiểu và hợp lý tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với lập luận này một số người ủng hộ bà nguyễn phương hằng cho rằng việc con nuôi của bà chuyển hướng ủng hộ sư minh tuệ có thể mang động cơ không rõ ràng họ đặt câu hỏi liệu người này có thực sự tin tưởng vào con đường tu hành của sư minh tuệ hay chỉ đơn giản là muốn tạo sự chú ý hoặc lợi dụng sự nổi tiếng của thầy để đạt được mục đích cá nhân những người này cũng cho rằng hành động này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bà phương hằng và tạo ra sự phân chia không cần thiết trong cộng đồng căng thẳng càng leo thang khi phát ngôn quất không trượt phát nào của bà phương hằng được nhắc lại trong các cuộc thảo luận nhiều người cho rằng cách diễn đạt mạnh mẽ này đã đẩy sự việc đi xa hơn gây ra sự đối đầu không đáng có giữa hai nhóm ủng hộ phía những người ủng hộ sư minh tuệ cảm thấy bị xúc phạm và cho rằng phát ngôn của bà Hằng không phù hợp với tinh thần của người tu hành và những giá trị Phật giáo mà sư Minh Tuệ đang đại diện. Trong khi đó, những người đứng về phía bà Phương Hằng lại khẳng định rằng bà chỉ nhắm vào những cá nhân không minh bạch và không hề có ý định công kích những vị sư chân chính. Trong bối cảnh này, một số người đã kêu gọi sự hòa giải và bình tĩnh hơn trong các phát ngôn, tránh việc gây ra sự căng thẳng không cần thiết giữa hai bên. Họ cho rằng, dù mỗi người có quan điểm khác nhau, nhưng việc tôn trọng lẫn nhau là điều cần thiết để giữ gìn hòa khí trong cộng đồng Phật tử và xã hội. Đồng thời, việc truyền tải thông tin cần phải dựa trên sự sự trung thực và kiểm chứng, tránh việc lan truyền những tin đồn hoặc phát ngôn gây hiểu lầm dẫn đến sự xung đột không đáng có. Sự việc căng thẳng giữa những người ủng hộ sư minh tuệ và các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra nhiều tranh cãi và chia rẽ trong dư luận. Việc một người tự nhận là con nuôi của bà Hằng chuyển hướng ủng hộ sư Minh Tuệ càng làm phức tạp thêm tình hình, gây ra nghi ngờ về động cơ thực sự. Dù vậy, cộng đồng vẫn hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa, tôn trọng lẫn nhau và không làm tổn thương đến những giá trị tinh thần mà cả hai bên đều đang bảo vệ những người ủng hộ sư minh tuệ luôn tỏ ra ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc đối với lối sống khắc khổ và kỷ luật nghiêm ngặt mà thầy đã duy trì suốt nhiều năm tu hành họ cho rằng không phải ai cũng có thể sống được như sư minh tuệ bởi lẽ con đường mà thầy chọn đòi hỏi sự kiên định từ bỏ những ham muốn vật chất và dành chọn tâm trí cho việc tu tập điều mà rất ít người trong xã hội hiện đại có thể làm được trước hết lối sống khắc khổ của sư minh tuệ thể hiện rõ qua những nghi thức tu tập hàng ngày của thầy. Những người quen biết thầy đều biết rằng thầy không chỉ dừng lại ở việc thực hành những giáo lý Phật giáo cơ bản mà còn áp dụng chúng một cách nghiêm ngặt trong từng khía cạnh nhỏ nhất của cuộc sống. Việc thầy đi khất thực mỗi ngày là minh chứng rõ ràng cho việc sống giản dị và tôn trọng lối sống thanh tịnh mà Đức Phật đã dạy. Việc khất thực không chỉ là phương tiện để duy trì cuộc sống vật chất mà còn là cách thức thầy thực hành sự khiêm nhường, buông bỏ tự ngã và không dính mắc vào bất kỳ thứ gì thuộc về đời sống thế gian. Ngoài ra, sư Minh Tuệ còn nổi tiếng với những chế độ ăn uống khắc khổ, chỉ ăn vừa đủ để duy trì năng lượng cho cơ thể, không thụ hưởng những món ăn xa hoa hay phong phú. Điều này được thầy xem như một phần của việc rèn luyện sự thanh tịnh trong tâm hồn và cơ thể. Đối với thầy, việc ăn uống không phải để thỏa mãn vị giác mà là để nuôi dưỡng sự bình tĩnh và trí tuệ. Rất nhiều người đã chứng kiến thầy ăn uống một cách giản dị, chỉ với những món chay thanh đạm, đôi khi chỉ là vài hạt cơm hoặc một ít rau xanh. Kỷ luật nghiêm ngặt trong đời sống hàng ngày của sư Minh Tuệ còn thể hiện qua việc thầy không cho phép bản thân dính mắc vào những tiện nghi vật chất hiện đại. Thầy không sử dụng các thiết bị điện tử hay các phương tiện giải trí. Thay vào đó, thầy dành toàn bộ thời gian cho việc thiền định tụng kinh và học hỏi giáo lý Phật pháp. Những ai từng có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với thầy đều nhận ra rằng thầy sống trong một không gian rất giản dị, không có những vật dụng xa xỉ, chỉ có vài cuốn sách Phật giáo, một chiếc giường đơn giản và một không gian tĩnh lặng dành cho thiền định. Điều này càng làm tăng thêm sự kính trọng của những người ủng hộ đối với sư Minh Tuệ, bởi không phải ai cũng có thể từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống một cuộc đời khắc khổ như vậy bên cạnh đó sự kiên trì của sư minh tuệ trong việc giữ vững những nguyên tắc và kỷ luật của đời sống tu hành là một điểm đáng ngưỡng mộ thầy không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt những giới luật phật giáo mà còn luôn tìm cách nâng cao sự hiểu biết và lòng từ bi của mình những người thân cận thầy đều cho biết rằng thầy luôn cố gắng duy trì một tinh thần tỉnh thức giữ tâm hồn thanh tịnh và không bao giờ để mình bị cuốn vào những xáo động của cuộc sống ngoài đời đối với thầy mỗi ngày đều là một cơ hội để rèn luyện tâm hồn để sống tốt hơn theo tinh thần của giáo lý nhà phật những người ủng hộ sư minh tuệ cũng nhấn mạnh rằng lối sống khắc khổ và kỷ luật nghiêm ngặt không chỉ là một sự lựa chọn cá nhân của thầy mà còn là tấm gương để mọi người noi theo đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại khi nhiều người dễ dàng bị cuốn vào cuộc sống vật chất và mất đi sự cân bằng nội tâm tấm gương của sư minh tuệ đã truyền cảm hứng cho nhiều Phật tử và những người đang tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống. Họ cảm thấy rằng việc sống như thầy, dù chỉ một phần nhỏ, cũng giúp họ tìm thấy sự thanh thản và hướng về những giá trị tinh thần cao đẹp hơn. Kết luận, không phải ai cũng có thể sống được như sư Minh Tuệ, bởi lối sống của thầy đòi hỏi một sự kiên định, từ bỏ và kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Những người ủng hộ thầy tin rằng, sự khắc khổ và tấm gương tu hành của thầy là nguồn động lực to lớn để họ sống tốt hơn, bớt dính mắc vào vật chất và tìm về sự thanh tịnh trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ không chỉ là một người thầy tu hành mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, lòng từ bi và trí tuệ, han điều mà bất cứ ai trong xã hội hiện đại đều có thể học hỏi. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này? Xin hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy Minh Tuệ ở phần bình luận dưới video này. Chúng ta hãy cùng hành nguyện theo con đường tu hành đúng đắn, theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không ngừng nghỉ của sư thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị cảm thấy thanh thản và được chữa lành khi nghe những chia sẻ trong video, xin hãy đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ những điều tốt lành này với gia đình và những người thân yêu của bạn để cùng theo dõi